Colombia. Con gái là lớp sau rồi. Bọn kia nó cũng xe đấy, nó cũng cao phết đấy. Vừa đúng cái thằng nghe là tóc nó bồng nữa, không nhìn mặt đâu. Đông phết ở trường này, đông phết rồi đấy. Hồi xưa Bin với Tôm đi học rồi phải gom lớp 2 lên hát. Không, cả trường đến hát thì... Cả trường đến hát để chứ không? Bọn nó chẳng có đầu tiên. Làm vẫn đông lắm. Thank you.
Well, this is the way we can.